Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, chúng ta đã không còn xa lạ với thần tài, vị thần được coi là cai quản tài lộc và may mắn trong nhân gian. Đặc biệt đối với các hộ gia đình kinh doanh, buôn bán thì việc thờ cúng thần tài lại được thực hiện thường xuyên quanh năm. Hầu như buổi sáng nào cũng có nghi lễ thờ cúng thần tài để một ngày buôn may bán đắt, tiền bạc tài lộc dồi dào như nước. Theo quan niệm của dân gian cho rằng, ngày mùng 10 tháng riêng hàng năm được coi là ngày vía thần tài, là một dịp lễ vô cùng đặc biệt. Vào ngày này có một số việc cần tuyệt đối kiêng kỵ, kẻo tài lộc đội nón xa đi, xui xẻo bủa vây cả năm. Xin mời quý vị cùng theo dõi, chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. 6 việc kiêng kỵ cần tránh trong ngày vía thần tài. Thứ nhất, không nên tắm rửa cho tượng thần tài và ông địa. Ngày vía thần tài kiêng gì? Cũng giống như cuối năm cần lau dọn bàn thờ tổ tiên, ông bà, thì trước ngày vía thần tài, gia chủ nên tắm rửa cho tượng ông địa, tượng thần tài cũng như lau dọn bàn thờ sạch sẽ. Trước khi làm lễ cúng vía thần tài năm 2023, ban thờ cùng với các tượng thờ thần tài phải được lau dọn sạch sẽ, có như vậy mới giúp cho các thần linh thấu rõ tấm lòng thành kính của mình. Ngoài ra, bàn thờ cũng cần phải được lau dọn thường xuyên, giữ gìn sạch sẽ. Tốt nhất dọn rửa mỗi tuần, mỗi tháng, không nên đợi tới dịp cúng lớn. Phàm là những đồ đặt lên trên bàn thờ chớ nên để bám bụi lâu ngày. Đây là điều kiêng kỵ mà các bạn nên nắm rõ nếu có ý định thờ cúng trong nhà. Thứ hai, không nên để bàn thờ thần tài lộn xộn bừa bãi. Việc sắp xếp bàn thờ thần tài cần phải tuân thủ theo nguyên tắc chứ không phải sắp xếp tùy tiện, xuề xòa quá mức. Việc thờ cúng thể hiện lòng thành tâm, nếu không đủ thành tâm, tín ngưỡng thì tốt nhất chớ nên thờ cúng, còn khi đã thờ cúng chớ nên để mình phạm phải điều cấm kỵ. Thứ ba, không đem lộc cúng thần tài cho người ngoài. Một số gia đình có thói quen sau khi cúng xong sẽ mang chia lộc cúng cho người khác trong ngày vía thần tài, thế nhưng đây là điều cấm kỵ, người ta cho rằng nếu mang cho người ngoài không phải người thân trong nhà, đồng nghĩa với việc lộc sẽ đi hết ra ngoài. Ngoài ra, để tránh bị thần linh của trách, không nên sinh sự, nói tục, chửi bậy, đánh nhau trong ngày vía thần tài, dù trước hay sau làm lễ. Việc thờ cúng thần linh như thần tài, thổ địa không chỉ quan tâm đến lễ cúng như thế nào, mà còn nên tránh những điều cấm kỵ trong ngày vía thần tài để được phù hộ, may mắn, phát tài, phát lộc trong năm mới. Thứ tư, đặt ban thờ thần tài gần những nơi ô uế, kém vệ sinh là điều kiêng kỵ. Trong việc thờ cúng, điều kiêng kỵ đặc biệt chính là đặt bàn thờ ở nơi không sạch sẽ. Nếu gia chủ không để tâm mà đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp hay nơi phơi đồ thì dễ bị thần linh của trách, không cho tài lộc. Nếu nhà cửa quá chật hẹp, không có điều kiện thì có thể lựa chọn nơi sạch sẽ nhất, tôn nghiêm nhất trong nhà để thỉnh cầu thần linh thứ lỗi cho. Gia chủ cũng chớ quên, một trong những điều kiêng kỵ trong ngày vía thần tài là chính giữ cho bàn thờ được sạch sẽ. Lưu ý không đặt thùng rác hay đồ đạc lộn xộn bừa bãi gần bàn thờ, đó là điều cấm kỵ trong bất cứ việc thờ cúng nào. Thứ năm, mặc quần áo thiếu nghiêm túc, chỉnh tề. Trong bất kỳ hoạt động thờ cúng nào thì người làm lễ cúng đều phải giữ cho tâm thành kính và cần phải sửa soạn trang phục nghiêm chỉnh, gọn gàng, sạch sẽ. Điều này thể hiện sự tôn trọng với thần thánh, nếu không làm được thì chính là phạm kỵ. Khi làm lễ dâng đèn nhang, tuyệt đối không được mặc đồ rách rưới, trang phục xuề xòa, lượng thuộc. Cũng không nên, quần áo đẹp hay không còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình, thế nhưng nên chọn trang phục tươm tất nhất khi làm lễ. Những trang phục hớ hênh, thiếu vải tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt thần linh. Thứ sáu, nói tục chửi bậy, đánh chửi nhau trong ngày cúng vía thần tài. Thờ cúng tốt ở lòng thành kính, nếu tâm không thành thì có cúng cầu thế nào cũng chẳng linh nghiệm, không được thần Phật chứng giám. Trong ngày làm lễ cúng vía thần tài, gia chủ nên lưu ý, trở nên sinh sự. Gây chuyện, cãi vã, đánh chửi, mắng mỏ nhau, gia đạo bất an thì thần linh của phạt. Trong khi làm lễ trước và sau khi cúng lễ, không được nói lời thô tục, chửi mắng người khác, kẻo thần Phật mất lòng mà trách phạt, khiến cho việc làm ăn thất bát, tài lộc không thấy mà chỉ mất đi. Để có thể tuân thủ theo các nguyên tắc và không phạm phải sai lầm cấm kỵ trong ngày này, chúng ta cần hiểu rõ về nguồn gốc của tục cúng thần tài như sau. Theo tiến sĩ Đinh Đức Tiến, khoa lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thì có ít nhất hai câu chuyện được dân gian lưu truyền lại về nguồn gốc của tục thờ cúng thần tài và ngày vía thần tài. Một câu chuyện, theo truyền thuyết từ xưa, thần tài là vị thần sống trên trời, trong một lần xuống dưới hạ giới do uống rượu say, đầu va vào đá nên không nhớ mình là ai. Tượng thần tài thường được để ở nơi có nhiều bụi, bởi theo quan niệm dân gian, chính bụi bặm sẽ đem lại tiền tài. Trong quá trình lưu lạc dưới dân gian, quần áo thần tài mặc trên người bị người dân đem đi bán.
May thay là khi thần tài đi lang thang ăn xin thì được một cửa hàng bán gà vịt mời thần tài ăn. Từ đó cửa hàng này đông nghịt khách hàng. Được một thời gian, người bán hàng thấy thần tài chẳng làm gì mà suốt ngày được ăn uống ngon, lại toàn dùng tay ăn bốc thì người bốc mùi. Nghĩ thần tài sẽ làm khách sợ không dám đến ăn và hao phí đồ ăn cho người ăn mày, nên người bán hàng mới đuổi thần tài đi. Quán đối diện thấy vậy liền mời thần tài vào ăn. Kỳ lạ thay, mọi người kéo đến sang hết quán này ăn. Người dân khu vực đó thấy thần tài không có quần áo mặc nên dẫn đi mua. May mắn thay, thần tài tìm lại được đúng quần áo của mình. Sau khi mặc quần áo, đội mũ nón thì thần tài nhớ lại mọi chuyện và bay về trời. Mọi người coi thần tài như là báu vật và lập bàn thờ, tôn thờ từ đó. Theo một điển tích của Trung Quốc được ghi chép trong Siêu Thần Ký, có người lái buôn tên là U Minh đi qua hồ Thanh Thảo, được thủy thần cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Sau khi đem Như Nguyệt về nhà được vài năm thì U Minh làm nên ăn gia, trở nên giàu có. Một hôm vào ngày mùng 1 Tết, không biết vì lý do gì, U Minh đánh Như Nguyệt, cô sợ quá chui vào đống xác ở góc nhà. Vợ U Minh không biết nên là vô tình quét nhà, hốt luôn cả đống xác có Như Nguyệt bên trong đổ đi, từ đó về sau U Minh lại nghèo. Người ta đồn rằng Như Nguyệt chính là thần tài và lập ban thờ để thờ. Nhưng là dù theo tích nào thì ngày thờ cúng thần tài đều thống nhất vào ngày mùng 10 Tết, ngày thần tài bay về trời với cầu mong cả năm sung túc, tiền tài đầy nhà. Quý vị thân mến, việc mua vàng để lấy may vào ngày vía thần tài trở thành một tập tục truyền thống trong nền văn hóa của Việt Nam. Nhiều người thường cho rằng việc mua vàng vào ngày này sẽ giúp họ có được may mắn trong cả năm, đường công danh hanh thông, sự nghiệp phát triển, thuận buồm xuôi gió, suôn sẻ trăm bề. Bên cạnh đó, nhiều người còn chú trọng việc thờ cúng trên bàn thờ thần tài để thu hút tài lộc và vượng khí đến với cả gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, các gia chủ có nên mua vàng vào ngày vía thần tài? Ngày lễ thần tài tại Việt Nam được du nhập từ Trung Quốc. Thần tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên quản tài phúc, phú quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Do đó, ngày vía thần tài là một trong những dịp quan trọng nhất để cầu tài lộc, sung túc và may mắn, nhất là đối với các gia đình làm ăn, kinh doanh. Câu hỏi là có nên đi mua vàng vào ngày thần tài hay không là băn khoăn của nhiều người trước ngày vía thần tài, ngày mùng 10 tháng giêng hàng năm. Người ta lũ lượt đổ ra đường xếp hàng từ 3 đến 4 giờ sáng, bất chấp mưa rét, con nhỏ bồng bế trên tay, chầu trực, nhằm mua cho mình được một vài chỉ vàng trong ngày thần tài, nhằm mong cầu may mắn, tài lộc cả năm. Tâm lý đám đông đã khiến cho nhiều người chẳng hiểu ngày thần tài là ngày gì, vẫn lao vào xếp hàng, nhằm mua được chút vàng cầu may. Về vấn đề này, nhiều chuyên gia phong thủy thừa nhận, thực tế chẳng có tài liệu nào cho thấy thông tin rõ ràng về ngày thần tài, cũng như không có căn cứ nào để chắc chắn mua vàng ngày thần tài là may mắn phát tài. Đây cũng không phải là kinh nghiệm dân gian hay phong tục của người Việt. Việc xếp hàng chen chúc đi mua vàng ngày thần tài mới khởi phát vào vài năm gần đây và được các công ty kinh doanh vàng bạc, cửa hàng buôn bán vàng đẩy lên, thu hút sự chú ý của người dân, cộng hưởng với tâm lý ham giàu sang, cầu cúng, xin xỏ, tài lộc, tâm lý đám đông mà mỗi năm dòng người xếp hàng mua vàng ngày càng dài thêm, kéo dài từ mờ sáng đến khuya trước cửa hiệu vàng, chỉ cốt để mua cho mình được một chút vàng ngày thần tài. Thậm chí có nhiều chuyên gia kinh tế nói rằng, có tiền trả dại gì đi mua vàng ngày thần tài? Trao đổi về vấn đề này, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho hay, trong sách của đạo giáo có nguyên một trang viết về ngày thần tài và cũng không nói nhất thiết cứ phải đi mua vàng trong ngày này mới mang lại được sự may mắn. Tùy theo quan điểm của từng người, nếu coi món đồ nào là giá trị thì mua món đồ đó để đổi lại sự an tâm, coi như mang sự may mắn vào trong nhà dịp mới. Nếu vẫn chọn vàng với mục đích là tích trữ, theo các chuyên gia, khi đi mua vàng ngày vía thần tài, người dân nên chọn cửa hàng vàng có uy tín, đảm bảo chất lượng, nên mua loại có nhẫn tròn trơn từ 0,5 đến 2 chỉ. Chọn loại ép vỉ để thuận tiện sau này đi bán sẽ không bị mất giá. Nếu mua vàng miếng thì cần phải có số series kiểm tra tuổi của vàng, cũng như hóa đơn chứng từ để tránh mua phải vàng dởm. Thứ hai, hướng dẫn gia chủ cách chuẩn bị bàn thờ thần tài. Khi bày biện bàn thờ thần tài, cần lưu ý những thứ không thể thiếu sau đây. Tượng ông thần tài đặt bên trái, tượng ông thổ địa đặt bên phải, một bát hương đặt ở giữa, lọ hoa đặt bên tay phải, hoa cúng nên là hoa cúc, hoa đồng tiền hoặc hoa hồng, đĩa quả tươi đặt bên tay phải. Ngày cúng thần tài hàng tháng cần chuẩn bị 5 loại trái cây khác nhau, chén nước, đèn hoặc nến, đĩa bày đồ lễ. Bàn thờ thần tài đặt ở vị trí sáng sủa, có ánh sáng tự nhiên là tốt nhất. Nếu bàn thờ tối thì có thể thắp thêm đèn cho sáng, bên cạnh bàn thờ để tăng thêm những linh khí tốt đẹp, có thể đặt một chậu cây trồng trên đất xanh, tốt quanh năm. Thứ ba, cách bài trí bàn thờ, thần tài đúng chuẩn.
Điều đầu tiên cần chuẩn bị những gì cho việc bốc bát hương thần tài? Trong cách bài trí bàn thờ thần tài thổ địa thì bát hương là vật dụng không thể thiếu trên bàn thờ thần tài. Bát hương được đặt ở vị trí trang trọng như trung tâm bàn thờ. Việc thay và bốc bát hương phải đảm bảo các thủ tục nhất định theo phong tục dân gian. Gia chủ nên chọn loại nến thơm có mùi hương dễ chịu, an toàn để bài trí, tăng thêm sự đẹp mắt, dễ chịu cho không gian. Theo nguyên tắc, lọ hoa được đặt ở bên phải, người ta thường sử dụng hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng để dâng lên các ngài. Cách bài trí bàn thờ thần tài quy định đĩa trái cây được đặt ở bên trái. Theo phong tục tập quán của người Việt khi trưng bày, người ta thường dùng mâm ngũ quả từ các loại trái cây tươi ngon, đẹp mắt với kích thước và màu sắc khác nhau để tăng thêm tính thẩm mỹ. Ông cóc thường được đặt ở cạnh mâm ngũ quả. Tuy nhiên, gia chủ cần lưu ý buổi sáng nên quay cóc ra hướng phía cửa, còn khi trở vào nhà thì quay hướng cóc vào trong. Điều này mang ý nghĩa phong thủy rất tốt. Cóc nhà tiền sẽ mang tài lộc và tiền tài đến cho gia chủ. Điều thứ hai, vị trí đặt ông thần tài bên trái hay bên phải? Ông thần tài đặt bên trái hay bên phải? Theo quan niệm dân gian, thần tài là biểu tượng cho tài lộc và may mắn. Vị thần tài này chịu trách nhiệm cai quản tiền, vàng, châu báu trong nhân gian. Vị trí thích hợp nhất để đặt thần tài ở góc nhà, chứ không đặt cùng bàn thờ ông công hay gia tiên. Thứ tư, nên đặt bàn thờ thần tài ở hướng nào cho đúng phong thủy? Vị trí đầu tiên là cung thiên lộc trong ngũ hành. Cung thiên lộc là vị trí đẹp để đặt tượng thần tài đẹp giúp tăng vận khí. Nó là một trong những cung đại cát mang lại may mắn, tiền bạc cho gia chủ. Nó không chỉ giúp các thành viên trong gia đình thăng quan, tiến chức, thành công trong sự nghiệp mà còn thông minh, sáng láng và có sức khỏe tốt. Vị trí thứ hai là cung quý nhân. Theo quan niệm dân gian, cung quý nhân thiên ất là vị thần linh thiêng, chí tôn đứng đầu trong các thần. Những người được quý nhân phù hộ nhất định sẽ luôn gặp chuyện lành, tính tình thông minh, nhanh nhẹn, dung mạo đẹp đẽ. Quý nhân là cung tốt, vì vậy có thể dễ dàng chọn cách sắp xếp bàn thờ thần tài đặt như cửa chính, cửa phụ, bàn thờ hay là phòng ngủ. Tuy nhiên, để tỏ lòng thành, tuyệt đối không được đặt cung này ở phòng tắm hay nhà vệ sinh. Điều này sẽ gây họa khiến các thành viên trong gia đình gặp điểm không tốt. Thứ năm, khi thờ cúng thần tài, các gia chủ cần lưu ý không phạm phải một số sai lầm dưới đây để tránh hao tài, tổn lộc. Đầu tiên là lỗi chọn hoa quả cúng thần tài để tiện trong việc thắp hương. Nhiều nhà đã chọn bày hoa quả giả song song với hoa quả thật trên bàn thờ, cốt là để hoa quả giả bày quanh năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, việc làm này hoàn toàn sai lầm. Riêng hoa cúng thần tài không nên dùng hoa giả, cần dùng hoa tươi có nụ, có hương thơm càng tốt. Quả cũng không nên dùng quả nhựa, quả nhân tạo không được ăn được. Quả nhân tạo không ăn được nên cúng thần tài bằng quả tươi ngon. Khi đã thắp nhang và quả xong nên dọn trong ngày, không nên để qua ngày tiếp theo. Thứ hai là việc sử dụng đèn nhấp nháy. Không sử dụng đèn nhấp nháy trên bàn thờ thần tài bởi vì chúng tạo ra trường khí xấu, ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Nên sử dụng đèn dầu hoặc nến để thắp ở bàn thờ thần tài là tốt nhất. Ngoài ra, bạn cần chú ý không được để đèn bàn thờ bị tắt. Ngọn đèn thờ trên bàn thờ được ví xem như là một ngọn hải đăng dẫn lối cho các vị thần giáng trần. Vì vậy, trong quá trình thắp hương, không được để đèn thờ bị tắt hay quên không thắp đèn thờ. Vậy là trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn về 6 sai lầm cấm kỵ không được phạm phải vào ngày vía thần tài, kẻo khiến thần linh nổi giận, tài lộc kéo nhau bỏ đi hết cả. Các bạn cũng đừng quên những lưu ý để việc thờ cúng thần tài vào ngày này được diễn ra suôn sẻ và thuận lợi nhé! Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấp vào biểu tượng chuông, nhận được thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!